Biomap. Hiện nay shop phụ tùng 67 quân dễ thương nhất Sài Gòn. Vừa dọn xong một con CDS. Này là SS50 ha. Lên CDS này thì build cho anh em. Giá của em nó là dễ chơi thôi anh em, biển số thành phố. Đây. Được vô bình xăng mới ha, bình xăng CDS mới, yên CDS. Đế sắt niệm liên á nha, như anh em cũng đã biết rồi. Cái này mấy cái yên mà đế sắt niệm liên á bên shop mà đặt làm á là 500.000 cái. Chưa bao gồm phí ship ha. Nhưng mà shop bán là dọn luôn, vô luôn cho anh em. Yên đế sắt niệm liên á nè. Nói chung anh em nhìn thấy cái dáng xe CDS này nó cứng lắm, nó cứng cáp lắm. Được vô đi cây dĩ lá me châu Âu nữa. Đó anh em nhìn nè. Xe cực kỳ, nhìn cực kỳ cứng luôn. Nước sơn là bao anh em đẹp nha. Như anh em đã biết rồi, shop lúc nào cái sự nước sơn đẹp là shop dọn xe tới luôn cho anh em. Ra là chỉ có đi thôi. Xe này những anh em nào mà bận không có thời gian dọn á, mua xe này về chỉ có đi thôi. Xe đi vẫn còn cục máy là còn 70 nha anh em. Đầu lòng zin của thằng 67. Đầu lòng nhôm ha, nhưng mà máy lên 70 rồi. Đầu lòng nhôm zin theo xe. Đó, anh em nhìn cái dàn sơn ha, cực kỳ liền lạc. Bánh cầm niền là anh em khỏi phải lo. Như anh em đã biết rồi, shop lúc nào cũng vậy. Cầm niền là phải sáng giới. Phuộc là phuộc CL mới luôn ha. Vô phuộc CL mới luôn. Nhúng nhảy cho ngon lành. Trước sau nhúng nhảy cho ngon lành anh em ha. Về trước về sau là hàng mới. Có vô cho anh em đầy đủ hết. Giờ là không có tốn tiền gì hết. Rồi. Đi tới dần đầu thì vô ba đèn mà đê zin. Ba đèn mà đê zin ha. Đó, đi đâm CDS. Gù zin 67. Nói chung là cũng còn vài bậc được một vài món zin ha, nhưng mà xe được dọn theo cái dáng là cứng cáp liền lạc. Đó. Về là về trước ha, trước sau là hàng mới hết luôn nha. Vô về đúng CD cho anh em. Cầm đùm đèn là ok ha. Qua số khung số máy là chuẩn chỉ. Như anh em biết rồi, số khung số máy của shop lúc nào cũng phải là chuẩn chỉ. Đúng zin nha. Nè, đúng zin, không có đục nha. Số máy cũng vậy, phải chuẩn chỉ hết. Xe sao không được hết, nhưng mà giấy tờ là lúc nào phải ổn định. Ở đây shop không bán xe không giấy. Đó, số mà phải chuẩn chỉ hết đầy đủ cho anh em. Nước sơn là bao anh em đẹp ha. Nước sơn sườn là bao anh em đẹp. Xe này là biển số thành phố anh em ha. Biển 4 số 53FB1652. Giá của em nó là 20.500.000. Đó. Full chức năng đầy đủ cho anh em hết rồi. Về là chỉ bỏ tiền ra đổ xăng vô mà đi thôi, không có làm gì hết. Full chức năng hết luôn. Đó, số khung số máy quay luôn cái biển số luôn. Shop bán xe là không có sợ gì hết. Đó. Khi nhanh đầy đủ cho anh em ha. Khi nhanh trước sau đầy đủ. Đèn là đầy đủ. Đó, anh em thấy nhìn cái dáng xe nè. Đẹp không? Đó, nhìn nó nói chung là nhìn cái dáng xe cứng cáp. Này shop lên CDS. Đó, lên CDS cho anh em. Anh em về chỉ có thả tiền đổ xăng đi thôi, không có làm gì hết. Sườn thẳng băng, nước sơn đẹp. Bây giờ test máy cho anh em ha. Bây giờ sắp test máy cho anh em. Bao với anh em. Máy là phải gì? Ganti thì thầm. Đó. Ganti thì thầm bịch bô lại tí ha. Đó. Ngon lành trình đầu. Tắt máy lại cho nó. Đó giờ anh em thấy không? Xe là phải mua xe của shop nào vậy, về là phải thấy là chỉ có đổ xăng luôn đi thôi, không có làm gì hết nè, không có lùi ra luôn. Canh ti là diễn nhân. Giá kem đó là 20.500.000 ha. Anh em nào cần cứ liên hệ với shop, số điện thoại của shop là 0908 00 0708 ha. Địa chỉ của shop là 121 Lê Văn Khương, phường Hiệp Thành, quận 12. Anh em nào mà ở xa, bây giờ shop sẽ quay chi tiết cho những anh em ở xa hết. Anh em nào thích cứ cọc là shop ship với tận nhà cho anh em, không có lo gì hết. Từ sườn bọng máy móc là test hết cho anh em ha, không có lo gì hết. Bên shop là chuyên phụ tùng 67 68 CL CD. Nên anh em cần món nào có inbox hoặc là nhắn tin Zalo cho shop hoặc là điện thoại cho shop báo giá cho anh em chi tiết ha. Rồi, chốt là em nói là 20.500.000. Anh em nào cần thì có liên hệ với shop ha. Nhắc lại số điện thoại lần nữa là 0908 00 0708 ha. Địa chỉ của shop là 121 Lê Văn Khương, phường Hiệp Thành, quận 12. Shop phụ tùng 67 luôn dễ thương nhất Sài Gòn. Rồi, thôi bye bye anh em ha. Buổi tối ấm áp. Anh em nào cần cứ liên hệ với shop nha. Bye bye anh em. Chúc anh em buổi tối vui vẻ.
Anh em nào mà chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh dùm cho shop ha, để được cập nhật các món phụ tùng và xe theo ngày tháng. Thank you anh em, bye bye anh em. Đó đó anh em thấy cái chữ đăng ký không? Đó, bấm vô xong rồi tiện tay thấy cái chuông á, chọt vô luôn. Là thấy những video shop đăng liền à. Những cái video mà shop đăng là anh em thấy liền à. Rồi, thank you anh em đã đăng ký ha. Chúc anh em luôn luôn ấm áp. Bye bye anh em.